Tính cho đến 19 giờ ngày hôm nay 28 tháng 5, nước ta có thêm 253 ca, mắc COVID-19 ghi nhận trong nước. Nhiều nhất là tỉnh Bắc Giang với 176 ca, sau đó là Bắc Ninh với 23 ca. Như vậy là số lượng ca mắc mới từ ngày 27 tháng 4 cho đến nay là 3.507 ca. Hôm nay thì Bộ Y tế cũng công bố thêm một ca tử vong do COVID-19, đó là bệnh nhân số 3026 là nữ, 22 tuổi, địa chỉ tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, được phát hiện suy tủy xương từ tháng 3, điều trị tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Ngày 21 tháng 4, bệnh nhân được kết luận là nhiễm vi khuẩn E. coli, nhiễm nấm xuất liên tục. Bệnh nhân rơi vào tình trạng sốc nhiễm trùng tử vong vào tối ngày 27 tháng 5. Đây là bệnh nhân tử vong thứ 12 trong đợt dịch lần này và là thứ 47 kể từ đầu mùa dịch.